tét cái câu nói là sáng giờ luôn hay hay nhất đi đâu sáng giờ nó tưởng nuôi tôm mà lột nuôi tôm nó bên mối người ta nói em ơi nhưng mà ngày mai em về rồi cho chỗ ngủ yên tâm ai không xin chỗ ngủ cho chỗ ngủ luôn. Nói chung là bữa nay mà không hạ anh Thống ở đây á, giúp là mình tiếp. Chị, bữa nay ở đây ngủ đi, dư giả đi. Anh Thống thấy không? 10 năm rồi á, là mới xả cửa nè, bữa nay cho anh Thống ăn. 12 năm chứ. Trời ơi, anh Thống ra chơi nữa hả? Sao vậy là không có nhậu, không biết rồi, tại vì không nhậu. Lấy ngoài hả? Bây giờ Thống ép nè. Xôi tôi mắm. Thống ép là xuống cuối rồi. Xả cửa luôn hả? À. Thống thấy ngon ăn đi. Dễ vậy. Mở khén luôn. Mở tiệc. Thôi từ hồi xưa trong ở Biên Hòa đó là một tuần nhậu bốn bữa. Là hồi vô Sài Gòn không nhậu nữa. Có từ một Tết là một uống một lần một lâu rồi hát nghỉ. Mà nay Thống ép quá rồi. Chị Trang có hai ly nước gì Trang? Anh á, 10 năm rồi anh uống với em. Rồi, ok anh Thống. Chứ bình thường anh uống này. Thiệt luôn á, 12 năm rồi mới uống lại đó. Chứ thường là một lon là nghỉ đó. Mà nãy đám giỗ là uống hơn lon á. Anh ba, em bỏ cho anh ba. Là từ Biên Hòa về phải không? Dạ, từ Biên Hòa về. Dạ đúng rồi. Không, không rồi, hồi chưa làm nữa Biên Hòa. Ủa, hồi nãy giờ sao mà nói nó bị gì? Gì đó nữa hả? Vậy lại tài đó nữa hả? Trời ơi, đã em không biết, em tưởng là cái miệng thấy bị trống mày đó. Nóng quá lão. Nóng quá lão, nhậu mấy bữa đó. Anh không ơi, bữa nay xíu quay về rồi em bị lộ á. Em nói là em không biết nhậu. Đó, em nói em nghỉ nhậu đây 12 năm mà giờ xíu quay nó về em nhậu cho anh Thống về ở lại ngủ. Không phải là không biết nhậu mà do là bên nay vui nhậu. Bữa nay bị áp đảo xíu này. Bữa nay nhà má bán cho Nam Anh. Bữa nay nhà mình có 3 người, anh rể thì chưa về. Bảo thì đi Đà Nẵng và con mình anh là giờ chiến đấu rồi không? Chiến đấu cuối cuối cùng anh. Ờ hèn chi? Ờ vợ con là hèn này hèn chi lẻ xả luôn phải rồi. Chờ bệnh nào? Thôi vô mời. Rồi mời cả nhà. Một con mà rốt hai ly. Đúng sao? Biết. Rồi mấy người kiếm chỗ rốt đi. Biết không? Hậu phương tôi mạnh tôi dài tôi đâu. Đẹp. Uống cà. Dạ, được em. Anh uống đi. Chuyện gì đó. Em uống được. Em uống không được. Em uống không được. Em uống không được. Mai là đủ hết luôn. Đủ hết luôn. Chút gì hay vậy. Ở đây cả nhà dì ba về dì hai vui quá trời luôn. Thiếu người này, có người này thiếu người kia. Dạ, bữa nay về đủ vui quá chừng luôn. Ở nhà không làm không cơm. Ngủ mà đâu không làm. Nè. Hơi xin 5 miếng mắm em, chân chuẩn bị. Nữa hả? Nói trước. Sẽ rồi nó quay khó xin lắm. Quay rồi. Cái chiếc quay. Quay. Thơm quá rồi. Sao mấy cái video đó tiền rồi đó. Mình ăn. Bà dễ thương kìa. Ủa em, được ăn cơm luôn hả? Nãy thì mất cả. Ông Bình này làm dễ quê quá à. Không lẽ em bỏ đồ xuống rồi. Ăn thịt không? Thôi ráng ăn đi em. Em đừng bỏ đồ đó. Dạ. Ê, mua em. Vô anh ơi. Con gái hả? Con gái hả chị? Rồi trả chỗ cho anh Thống. Ở trong nhà má ba đó. Đi đâu vậy? Người mà tiếp. Đó. Trong nhà má ba mà người mà ba tức nhất là ai phải không? Là anh Thống Hòa. Cho thêm xô đá nữa đi. Rồi. Thôi cá hả chị? Thôi anh cá hả? Còn bánh cá không? Em còn anh đi mua chưa? Còn cô chú biết là hôm bữa trước mỗi lần mà Tần Sơn kể về chuyện sinh viên á là hay trách nhất là trách anh Út Thống nè. Mỗi lần chở thì phải học là bị kể.
Thì đây là ông ngày nào cũng rủ uống cà phê tối cho đã sáng dậy không nổi. Nước cam á. Đi thi trễ sắp theo ổ bánh mì. Vô tới trường thi là trễ giờ rồi dùng ổ bánh mì vô thùng rác luôn. Nè nè, cô sờ biết hai ngày liên tục. Em phải cảm ơn anh. Nhờ vậy á, mặc cái điểm thấp á mới gặp được xíu. Điểm cao chúng cao, cao á là đúng giờ, điểm thấp là giờ em đi mất tiêu rồi. Không đang nói là tại mình học dở. Dạ. Cảm ơn thông điệp nha. Xưa là em hồi xưa là trở đi học là đi đại học. Phòng trọ em á. Dạ, ở phòng trọ. Mà ổng ngủ đi chưa tới giờ. Mà em là dậy trước rồi cuối cùng cái chạy qua tới chỗ xách ổ mì rồi dùng rác mà hai ngày trang vậy luôn. Tại vì vô đi trễ thôi. Do hồi xưa anh làm ca. Dữ lắm luôn, làm ca sợ. Lỡ rồi. Bị tẩy rồi trời. Lỡ kể vậy giờ chưa tẩy rồi nha. Đi làm anh đi làm thêm dữ lắm á. À. Đi toàn cà phê đi nhậu không à. Có đâu, hồi xưa từng lắm. Giờ là nóng. Chớ ra nóng, trước nghe cái này ra nóng. Dạ. Hấp dẫn cái gì? Dạ. Rồi, rồi, rồi. Nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Là không rồi đó. Không rồi đó. Không rồi đó. Em biết tranh thủ gì đâu á. Vì năm bà trúc cho em này kìa. Quá trời. Quá trời. Quá trời. Quá trời. Quá trời. Quá trời. Bây giờ tụi bay muốn mình đi tụi bay sao? Bây giờ tụi bay muốn mình sao? Tụi trở về đi. Mỗi đứa ngủ mất ngủ đi mua lắm á. Không. Mà ngủ. Ai nhà? Thằng hỏi. Ngủ bự bự. Cái tay chỗ. Hai chỗ. Tình sao trở về đi mua cái gì vậy đi vậy đó? Anh vậy đó. Đầy đủ vậy. Đầy đủ vậy đó. Về không? Sao vậy? Không, ăn nóng là ăn cung nóng là không có ngon bằng cung nguội. Ừ. Thiệt mà. Ngồi chỗ khán giả tên trên Nam Việt tới bà sao không biết nhậu mà sao bữa nay nhậu dữ, xả cửa. Đó, nay 10, 12 năm rồi phá lệ gia đình mới ba nè, không có ai chịu chơi chưa? Sẽ ra đổ của bà. Thảo ra nè. Nhậu sao tắm giờ đúng xe nha. Mà còn có tiếng đồng hồ mà. Chưa 7 giờ mà. Bốn giờ chịu không nổi đóng cửa sớm. Yên tâm tới 10 giờ, 1, 12 giờ mới đóng cửa anh. Đóng cửa. Bao nhiêu mấy giờ đóng cửa? Dạ, 12 giờ đó. Sáng mình cửa. Nói chung là sao đó tới 8 giờ. Không, thật sự đâu bác, nhà em á giống như gọi là ở sớm gọi là nhà đấy. Tại vì lúc đó 11 giờ bà con hàng xóm cũng hết rồi, nhà em vẫn còn ở đây. Thì khi mà 5 giờ sáng mọi người dậy là nhà em đã mở đèn rồi. Cái nhà này như không ngủ gì vậy. Có chị ăn miếng hả chị? Chị ăn mưa lên dữ hơn nữa. Chị ăn có lấy đá không? Đá hả? 8 giờ về tự nhiên. Nói nghe nè chị. Hả? Nhìn phải nói là anh em nhiều ngon phụ. Đúng rồi. Bởi vậy nãy ép em muốn chết. Sao ngon không?
Rồi nó cái điện thoại anh ra dán keo không đổi hai sĩ. Anh nói thôi, nay mai tao đi xuống. Anh mới nói thôi, hai tưởng nó mấy chục, thôi 200 mắt quá. Dán giờ rồi, đã dán giờ mà. Dán giờ. Để ra đó là gì? Mua cái phụ. Dạ, không bị xa đó nè. Không bị xa, tốt thì xanh tất cả không? Dạ, anh em đâm ngon phụ ha. Cậu đưa con. Ở bên chị còn không? Có đưa con muốn uống nữa. Đấy. Chị sao nha, bên chị còn mắm không? Bên chị còn mắm không? Có luôn à? Đưa con hai chén nữa. Mở này ra. Đây 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 mắm nè. Thôi kìa bên kia kìa. Chứ không là chết, cậu chết cho con rồi đó. Coi quên á. À. Quên rồi. Không quên rồi, mà không quên đâu. Trả vô, ủa, đâu rồi ta, trả vô. Cái gì vậy? Có hả? Nãy á. 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 Nãy